Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Phật. Chúng tôi xin tóm tắt sơ lược trạng thái trước lúc lâm chung và sau khi lâm chung của Cố Sa Di Thế Danh Đồng Văn Kiểm, Pháp Danh Phổ Tịnh. Trước khi xuất gia, ông Đồng Văn Kiểm sinh năm 1922 tại huyện Kim Thành, tại Hưng Cũ, nay là Hải Dương, miền Bắc, nước Việt, và đã từ bỏ đất mẹ thân yêu vào Nam tìm phương sanh kế, thường trú tại thôn trung tâm xã Trảng Bom 1, huyện Thống Nhất cũ, nay là huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, cùng với người bạn đời là Trương Thị Năm, và đã hạ sanh được 3 người con, 1 trai, 2 gái. Vì cuộc sống sanh nhai mà phải tha phương cầu thực, vất vả trôi dạt từ Bắc chí Nam, nhưng vẫn không mang lại sự sung sướng gì cho bản thân và gia đình. Ông nhận thấy thế giới ta bà này thật nhiều đau khổ vì sự chi phối của ăn, mặc, ở bệnh, vô thường, sanh diệt. Cho đến năm 1994, ông xin xuất gia đầu Phật tại chùa Đà La Ni thuộc khu phố 3 thị trấn Trảng Bom. Được Thượng tọa Viện Chủ Thượng Giác Hạ Liêm chấp thuận ban cho pháp danh Thích Phổ Tịnh và truyền dạy pháp môn niệm Phật. Từ đó, ông thọ trì pháp môn niệm Phật, tinh tấn tu hành, cầu sanh tịnh độ, lúc ấy tuổi đời đã 72. Thoáng chốc, 13 năm trôi qua sống tại chùa Đà La Ni, được sự chỉ giáo của Thượng tọa Viện Chủ và sự chăm lo tận tình của quý sư cô, vào đầu mùa xuân năm 2006, tức năm Bính Tuất, ông cảm thấy sức khỏe yếu dần, biết mình sắp bỏ thân này, nên càng tín niệm Phật hơn. Cho đến một ngày, tức ngày 22 tháng 5, năm Bính Tuất, Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng các liên hữu thấy sức khỏe của ông suy yếu, nên cùng nhau trợ niệm hồng danh A-di-đà Phật không dứt để nhắc nhở ông tinh tấn hơn. Ông nói với mọi người rằng, ngày 25 tháng 5 này ông sẽ ra đi. Không biết có suy nghĩ gì trong việc lựa chọn ngày ra đi này hay không, vì ngày 25 tháng 5 mỗi năm, tại chùa có tổ chức lễ kỷ niệm huy kỵ phụ thân của Viện Chủ. Lúc này, tinh thần ông rất tỉnh táo, sáng suốt, niệm Phật rõ ràng. Mặc dù bị những cơn đau như nhức thân thể của người già hành hạ dữ dội, nhưng câu A-di-đà Phật không ngớt ở miệng ông. Chiều ngày 24 tháng 5, ông hỏi đứa cháu nội đến hộ niệm rằng, thấy ở chùa đã cúng dỗ chưa? Đứa cháu nội trả lời, A-di-đà Phật cúng rồi ông ạ, vì sư phụ cúng trước 2 bữa, nhằm ngày Chủ Nhật cho tiện. Sau đó, ông chẳng nói gì thêm. Tối ngày 24 tháng 5, các sư cô tiếp tục qua trợ niệm cho ông. Các sư cô có hỏi ông có tỉnh táo không? Ông nói, có chứ, tinh thần trò rất sáng suốt. Sư cô hỏi, ông có nhớ kinh và các bài sám không? Ông nói, ngũ đệ Lăng Nghiêm trò cũng còn nhớ, không quên một chữ. Sau đó, ông đặt tựa Lăng Nghiêm và tụng đệ nhất của chú Lăng Nghiêm, rồi kinh A-di-đà cho sư cô nghe. Trước lúc ra đi khoảng một tiếng đồng hồ, các sư cô hỏi, ông chừng nào đi? Ông trả lời bình tĩnh, trò chưa đi mà đi, đi cũng như không đi, có nói ra mấy cũng khó hiểu. Thật là hiếm thấy một người già như vậy. Quý thượng tọa, quý sư cô và chư liên hữu tiếp tục trợ niệm cho đến 12 giờ 30 phút khuya. Thấy những cơn đau hành hạ dữ dội, nhưng ông rất tỉnh táo niệm Phật thật lớn tiếng, A-di-đà Phật. A-di-đà Phật, có nhiều vị cảm động quá, rơi nước mắt. Lúc này, ông kề tai Thượng tọa Giác Thống thều thào. Sức khỏe con yếu lắm rồi, sư ạ. À. Thượng tọa gật đầu bảo, tốt lắm, cứ tiếp tục niệm Phật đi. Ông trả lời, con biết mà, rồi ông tiếp tục niệm Phật. Ông còn nói, các sư cô có mệt thì đi nghỉ đi, trò khỏe mà. Lúc này đã 3 giờ 45 phút, sáng ngày 25 tháng 5, tiếng niệm Phật của đại chúng vẫn không ngừng. Sau đó, ông khạc nhổ thật nhiều và đòi đi đại tiểu tiện cho sạch sẽ trước lúc ra đi. Trong khoảnh khắc, ông tự nằm xuống ngay ngắn niệm A-di-đà Phật, thở vài hơi thật mạnh rồi nhỏ dần. Thượng tọa Viện Chủ lấy chiếc y sa di đắp lên thân thể ông, thế là ông trút hơi thở cuối cùng. Đúng vào lúc 4 giờ 30 phút, sáng ngày 25 tháng 5 năm Bính Tuất, hưởng trọn tuổi đời 85 mùa xuân sinh diệt ở Ta Bà. Lúc sắp mất,
tứ đài ép nghẹt nên ông ở. Vì thế lúc lâm chung miệng ông đã há ra. Chư tôn đức cùng đại chúng tiếp tục trợ niệm hồng danh A Di Đà Phật vang dội cho đến 10 giờ trưa, miệng ông từ từ ngậm lại. Đại chúng thấy lạ lại càng niệm Phật lớn tiếng hơn. Đến 11 giờ 30 phút, thêm một lần nữa miệng ông lại ngậm khít hơn, gương mặt sáng ngời đang sung sướng hướng về nơi an lành nào đó. Trái tay bên phải dài ra, thấy hiện tượng lạ, đại chúng phấn chấn tinh thần, càng niệm lớn tiếng hơn, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Lúc này tất cả đều đứng dậy chen nhau vào xem và đứng gần hơn bao quanh thi thể ông để trợ niệm. Đúng 12 giờ trưa, gương mặt của ông nhìn thật tươi, cái miệng móm sâu như đang mỉm cười cảm ơn, chào vĩnh biệt đại chúng. Lúc này làm lễ nhập liệm, thi thể ông được bọc lại, đưa vào quan tài, an trí tại nhà khách. Suốt 3 ngày đêm, quý sư cô cùng chư liên hữu tiếp tục hộ niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật không ngừng nghỉ. Âm thanh trầm hùng vang vang nghe thật thanh thoát. Đúng 9 giờ sáng ngày 27 tháng 5 làm lễ di quan trà tỳ, đưa huyễn thân của ông đến tại trung tâm hỏa táng thành phố Biên Hòa. 8 giờ ngày 28 tháng 5 đón hài cốt của ông trở về chùa. Quý sư cô và Phật tử cùng nhau lợi những mẫu xương trong khi hỏa táng còn để lại. Thật là kỳ diệu, những mẫu xương này lại có những hình thù kỳ lạ. Có mẫu giống như gương mặt của ông khi còn sanh thời, với chiếc mũi cao, cặp mắt sâu, cái miệng móm thật dễ thương của ông. Rồi có những mảnh có hình dáng giống như bông san hô ở dưới biển, đặc biệt là những mẫu xương có màu sắc rất đẹp. Nào là màu xanh cẩm thạch, màu xanh nước biển, rồi màu tím, màu vàng, màu xanh vân đen, màu đỏ, vân vân. Trong mảnh xương đó có những chấm trắng chiếu sáng lên nhiều lần rồi tắt. Rồi trong bột xương vụn nát có những chấm sáng lấp lánh như sao trời về đêm. Ôi thật là kỳ diệu. Quan sát từ lúc sắp lâm chung đến khi hỏa táng lửa xa lợi, quý vị có suy nghĩ gì không? Một người bình thường không thể có một cái chết bình an sáng suốt kỳ lạ như vậy. Thế thì quý vị đã hiểu vì sao chúng ta phải tu, vì sao ta phải chọn pháp môn niệm Phật. Mọi người hãy nghĩ kỹ đi, thoáng chốc đời người qua mau, hãy tinh tấn tu hành, nhiếp tâm niệm Phật, cầu nguyện xả bỏ báo thân này, sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nam Mô. Phật Nam Mô A Di Đà.
Nam mô